Xin chào các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với lại bếp của mẹ Tấm. Ngày hôm nay thì bếp của mình có món gì ta? Xin giới thiệu với các bạn. Ngày hôm nay thì mình chia sẻ một cái món có tên là nui xào thập cẩm nha các bạn nha. Mình tiếp tục với lại một cái món chay. Món này thì chế biến cũng nhanh. Thời gian chế biến thì chỉ trong 15 phút là có ngay món nui xào chay ngon và hấp dẫn. Mình kết hợp với lại nhiều rau củ bắt mắt. Đĩa nui thì nóng hổi, thơm lừng. Khi ăn thì nuôi mềm, còn cái giòn giòn là của rau củ. Tất cả các nguyên liệu thì thấm đẫm gia vị. Ok, mời mọi người cùng vào bếp với mẹ Tấm nha. Mình có chuẩn bị những cái nguyên liệu này cho món nuôi xào thập cẩm. Mình để ở đây cả nhà cùng tham khảo nhé. Hoặc là mình có để trong phần mô tả, các bạn bấm vào thì sẽ thấy ạ. Giờ thì mình đi sơ chế các loại rau củ trước nha cả nhà. Cà rốt thì mình gọt bỏ vỏ nè. Sau đó thì mình rửa sạch và để ráo. Tiếp đến là mình có một bắp súp lơ xanh nè. Bây giờ mình sẽ cắt đôi súp lơ này ra, rồi cắt nhỏ ra thành từng bông vừa ăn nha cả nhà. Sau khi mình cắt xong thì mình đem đi rửa qua với nước. Khi rửa bông súp lơ thì mình có ngâm súp lơ với lại nước muối loãng. Mình ngâm tầm 10 đến 15 phút. Sau khi ngâm xong thì mình cũng vớt ra và mình đã rửa nhiều lần với nước cho sạch. Đối với cải thìa thì mình cắt bỏ phần gốc, tách từng lá cải rời ra và mình cũng rửa và ngâm với lại nước muối loãng. Tiếp đến là mình đi rửa đậu cô ve. Đậu cô ve thì mình đã bỏ cuống và tước sợi dây da hai bên thành quả. Và mình cũng ngâm với lại nước muối loãng, giống như là sơ chế súp lơ xanh nhỉ các bạn. Nấm rơm và nấm đùi gà cũng gọt bỏ phần gốc. Nấm rơm thì mình gọt sơ cái phần gốc thôi, rồi mình đem rửa qua cho sạch bụi bẩn. Còn nấm đùi gà thì mình bỏ cái phần gốc già đi. Mình cắt bỏ cái phần gốc già đi nha các bạn. Rồi cũng rửa sạch. Tiếp đến thì mình sẽ đi cắt nấm đùi gà và nấm rơm. Mình cắt nhỏ vừa ăn là được. Cà rốt thì mình khứa dọc thân củ để tạo hình hoa, rồi cắt lát mỏng. Đậu ve thì mình có khứa ra để tí nữa xào cho nó thấm gia vị nè. Sau khi mình sơ chế xong các nguyên liệu thì bây giờ mình cũng đi làm trước cái phần sốt này các bạn. Phần sốt này mình làm trước để tí nữa cho vào rau củ và nui. Mình có cho vào chén 3 muỗng canh nước tương, 3 muỗng cà phê hạt nêm, 1 muỗng cà phê đường, 1 muỗng canh dầu hào, 1 muỗng canh tương ớt, 1/2 muỗng cà phê tiêu, 3 muỗng canh nước lọc. Rồi mình dùng muỗng khuấy đều lên cho các gia vị tan đều ra. Tất cả các nguyên liệu đã sơ chế xong, nước sốt thì cũng đã làm sẵn. Bây giờ thì mình đi chế biến nha các bạn nha.
Đậu khuôn thì mình chiên vàng hai mặt. Khi chiên đậu khuôn thì mình có cho một chút muối vào dầu ăn đang sôi. Với cách làm này thì sẽ giúp mình chiên đậu khuôn vàng hơn và không bị dính chảo đó các bạn. Mà khi xong thành phẩm mình ăn cái miếng đậu khuôn thì sẽ có vị hơi mặn mặn, rất là ngon. Sau khi đậu vàng thì mình cắt ra từng miếng vừa ăn như thế này nè. Tiếp đến thì mình có bắt một nồi nước sôi. Nước này thì mình dùng để luộc trước cái rau cải thìa và súp lơ xanh. Vì mình muốn giữ cái độ giòn của rau củ và cái màu xanh đẹp mắt thì mình đã luộc sơ qua với nước sôi. Mình có cho một tí muối vào nước. Vì luộc rau củ nào màu xanh mà mình cho vào một chút muối. Muối sẽ làm cho vị bông cải và cải thìa đậm hơn, cũng như là giúp giữ cái màu xanh bắt mắt của rau củ. Đây là tô nước đá mình đã chuẩn bị. Làm sốc nhiệt rau củ thì sẽ giữ được độ giòn cho rau củ đó các bạn. Rau cải thìa thì mình cũng trần qua với lại nước sôi. Nước chỉ cần sôi lăn tăn lên phát là mình vớt ra luôn nha các bạn. Tránh để lâu, rau chín quá. Vớt ra rồi thì mình cho ngay vào thau nước đá lạnh. Sau khi rau nguội thì mình cũng vớt ra rổ để cho ráo và chuẩn bị xào nè các bạn. Ở đây mình có sử dụng 150g nui, mình sẽ đi luộc nui. Mình luộc trong vòng 3 đến 4 phút. Mình sử dụng ở đây cái loại nui này là nui nhỏ các bạn. Cái thời gian luộc nó sẽ ngắn hơn. Tùy theo cái loại nui mà mình sử dụng, mình sẽ có cái số phút luộc nui khác nhau á. Khi mà mình luộc nui thì mình có cho vào một muỗng canh dầu ăn. Mình cho dầu ăn vào nước luộc nui sẽ làm cho nui không bị dính và bị đóng cục lại với nhau á các bạn. Mình bắt lên bếp một cái chảo, cho vào đó 3 muỗng canh dầu ăn. Khi mà dầu ăn sôi lên thì mình cho hành barô băm vào, phi cho thơm vàng lên. Sau khi hành barô được phi vàng thơm rồi các bạn, thì mình cho cà rốt vào xào. Mình đảo qua đảo lại cho cà rốt vừa chín tới thì mình cho ngay đậu cô ve vào xào chung luôn nha. Tiếp tục thì mình đảo qua đảo lại đâu tầm 30 giây á thì mình cho nấm vào nè. Mình sẽ cho nấm đùi gà vào trước vì nấm rơm nó dễ chín hơn các bạn. Mình cho vào sau nha. Sau khi mình cho nấm đùi gà vào rồi thì mình dùng cái chén nước sốt hồi nãy mình pha sẵn á. Mình cho vào xào cho thấm rau củ luôn nè. Mà mình chỉ cho một nửa phần nước sốt thôi nha. Phần còn lại tí nữa mình sẽ cho vào tiếp nè. Sau khi cho nước sốt vào xào với rau củ thì mình đảo qua đảo lại cho rau củ thấm gia vị. Tiếp tục thì mình cho nui vào. Cũng đảo qua đảo lại luôn. Mình còn nấm rơm nè, súp lơ và rau cải thìa thì mình sẽ cho lần lượt vào. Nêm nếm lại xem thử có vừa ăn không. Và rồi món nui xào thập cẩm của mình đã xong rồi nè. Nhìn rất là hấp dẫn đúng không cả nhà? Rất là màu sắc luôn. Nhanh chóng lắm, mình sẽ có ngay một đĩa nui xào thập cẩm, vừa ngon mà lại nóng hổi nữa. Cho ngay ra đĩa thôi cả nhà ơi. Thành phẩm của mình rất là hấp dẫn.
Mình cho hết ra đĩa rồi thì mình rắc lên đây một tí tiêu cho dậy mùi. Và mình cho một ít ngò lên trên nè. Như vậy là xong rồi. Mời cả nhà nha. Món nuôi xào thập cẩm của mình đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã xem đến đây ạ. Nếu mà thấy thích thì cho mình một nút like, một lượt chia sẻ để nhiều người cùng xem và cùng biết đến. Lưu ngay vào danh sách những món chay ngon để làm cái thực đơn của nhà mình được phong phú hơn. Nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video mình post lên trong tuần tới. Cảm ơn các bạn ạ. Chúc các bạn thành công với lại món nuôi xào thập cẩm và có một bữa cơm thật là ngon cùng với lại gia đình của mình nha. Bây giờ thì bye bye, chào tạm biệt các bạn.